Mở đầu chương trình như thường lệ, mời quý vị khán giả cùng cập nhật một số thông tin liên quan đến đời sống của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh trong chuyên mục Bạn có biết. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân quận 2 hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để phục vụ cho dự án nâng cấp đường Lương Định Của trước ngày 30 tháng 5 năm 2015. Để bàn giao toàn bộ mặt bằng trống cho Sở Giao thông Vận tải tổ chức khởi công xây dựng vào ngày 1 tháng 6 năm 2015. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường Trần Não, đảm bảo khởi công xây dựng trong tháng 1 2015 và hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2015. Ngoài ra thì thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán 2015. Theo đó, các cơ quan đơn vị cần kịp thời xử lý những hành vi chứa trữ, vận chuyển hàng hóa trái phép, ngăn chặn các nhóm mặt hàng cấm, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sức khỏe cộng đồng và môi trường. Nhóm sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận trong đo lường chất lượng. Xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh trái phép trên vỉa hè đường phố.